Bệnh bạch hầu là một bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn Corynebacterium diphtheriae gây ra. Mặc dù việc tiêm phòng và điều trị có thể giúp phòng ngừa và chữa trị bệnh, tuy nhiên tái nhiễm vẫn có thể xảy ra. Dưới đây là những thông tin quan trọng bạn cần biết về tái nhiễm bệnh bạch hầu. Một, nguyên nhân tái nhiễm. Miễn dịch không bền vững. Miễn dịch tự nhiên hoặc miễn dịch từ vaccine có thể suy giảm theo thời gian. Điều này có thể làm cho cơ thể dễ bị tái nhiễm nếu không có các biện pháp bảo vệ kịp thời không tiêm nhắc lại vaccine. Nếu không tiêm nhắc lại vaccine theo lịch khuyến cáo, nguy cơ tái nhiễm bệnh sẽ tăng cao. Tiếp xúc với nguồn lây nhiễm, sống trong môi trường có người mắc bệnh, hoặc tiếp xúc gần với nguồn lây nhiễm cũng làm tăng nguy cơ tái nhiễm. 2. Triệu chứng của tái nhiễm bệnh bạch hầu là gì? Triệu chứng của tái nhiễm bệnh bạch hầu tương tự như lần nhiễm đầu tiên, sốt cao, đau họng, khó nuốt, mang trắng hoặc xám ở họng và amidan, khó thở, thở khò khè, sưng cổ, mệt mỏi, yếu đuối. 3. Để phòng ngừa tái nhiễm cần lưu ý một số điều như sau. Cần tiêm phòng đầy đủ, tiêm phòng vaccine đi táp hoặc ti đáp theo lịch tiêm chủng và tiêm nhắc lại định kỳ để duy trì miễn dịch. Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ tránh tiếp xúc với người bệnh, hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh bạch hầu hoặc các bệnh truyền nhiễm khác. Theo dõi sức khỏe, luôn theo dõi tình trạng sức khỏe. Đặc biệt là khi có các triệu chứng nghi ngờ bệnh bạch hầu cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay khi cần thiết. Mặc dù bệnh bạch hầu có thể được phòng ngừa hiệu quả bằng vaccine, nhưng nguy cơ tái nhiễm vẫn tồn tại nếu không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa và tiêm phòng nhắc lại. Việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, tiêm phòng đầy đủ, và theo dõi sức khỏe định kỳ là những yếu tố quan trọng để ngăn ngừa tái nhiễm bệnh bạch hầu. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.